Khi du khách bước qua những cánh cửa này, họ bỏ lại thực tế phía sau và bắt đầu hành trình đến một thế giới khác. Chúng tôi xem Dreamscape là một công ty du lịch đưa bạn vào những cuộc phiêu lưu vượt thời gian, không gian. Hãy tưởng tượng một chuyến đi tham quan sở thú đầy những sinh vật lạ từ ngoài hành tinh, hoặc đi săn tìm kho báu, hay một cuộc phiêu lưu đại dương chẳng hạn. Cháu đã quên mất cháu từng ở trên đất liền trong một giây và rồi cháu lại ở dưới đáy đại dương. Dreamscape làm mọi thứ trở nên khả dĩ bằng cách kết hợp cách dẫn chuyện của Hollywood với kỹ thuật xây dựng các công viên theo chủ đề. Những yếu tố này được làm sống động thông qua thực tế ảo. Công nghệ của chúng tôi cho phép chúng tôi tại Dreamscape thực sự theo dõi toàn bộ chuyển động cơ thể của bạn và thể hiện bạn bằng một hình ảnh trong thực tế ảo. Chúng tôi dùng từ đăng ký khi chúng tôi thực sự đăng ký bạn như một con người hiện hữu bên trong thế giới thực tế ảo. Đó là điều rất độc đáo. Tôi nghĩ rằng đây có lẽ là tương lai của giải trí. Về phương diện trải nghiệm hội nhập hoàn toàn, bạn quên mất rằng mình đang chỉ ở trong một căn phòng. Trước khi bước chân vào thế giới ảo, trước tiên khách du lịch sẽ phải đeo 4 cảm biến trên hai tay và cả hai chân, đeo ba lô và kính thực tế ảo. Và bây giờ họ đã sẵn sàng để bước vào bên trong. Chúng tôi xóa nhòa ranh giới giữa thực thể và thực tế ảo bằng cách để bạn có thể vươn tay ra vỗ về một sinh vật ngoài hành tinh hay có một ngọn đuốc để bạn soi đường chẳng hạn. Đó chưa phải là tất cả. Mỗi máy tính đeo sau lưng và các cảm biến trong phòng kích hoạt hiệu ứng đặc biệt như gió, sương mù và rung động mặt đất. Sáu người tại một thời điểm có thể tham gia trải nghiệm tương tác 10 phút. Công ty đã lên kế hoạch về các thế giới mới cho các du khách ghé thăm.